Tiếng hát đêm Noel đã báo hiệu niềm hy vọng từ trời cao ân ban cho nhân loại ơn an bình. Thế giới đã xem thời gian này là dịp mọi người thắt chặt tình thân. Những người tin vào niềm tin Kitô là lúc suy niệm về sự Giáng sinh của Chúa Hài Đồng. Ngài đã mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Đây cũng là dịp hội cựu học sinh Văn Đức nối kết lại tình thầy trò, hải ngoại hay trên quê hương. Trong tư cách hội trưởng, thầy Nguyễn Văn Mỹ có đôi lời gửi đến quý cha, quý thầy cô, cùng quý bạn hữu và thân quyến. Rồi, nhân dịp Giáng sinh 2018, hội cựu học sinh Văn Đức kính chúc quý cha, quý thầy cô, cùng quý cựu học sinh và thân và gia đình. Tạ ơn Chúa Hài Đồng đã gìn giữ năm cũ 2018 được nhiều ơn lành. Để xin Chúa Hài Đồng ban ơn lành qua Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria cầu bầu cho quý cha, quý thầy cô, quý cựu học sinh và gia đình được hưởng nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Kính chúc, kính chúc.